Sự thật vụ dùng điếu cày khiến bạn gục tại chỗ vì bị chê không đẻ được con trai. Không có căn cứ tự nhận hối lộ trong vụ công an nhận tiền của người mua bán ma túy. Nữ hiệu trưởng bị bắt với cáo buộc tham ô tiền hỗ trợ học sinh. Khởi tố vụ án liên quan đến tổ công tác phòng cảnh sát giao thông Tiền Giang. Công an điều tra vụ một phụ nữ đang phân hủy trong phòng trọ. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ án dùng điếu cày để gây thương tích cho người khác. Mới đây nhất trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng điếu cày ra tay khiến một nam thanh niên gục tại chỗ sau khi bị chê không đẻ được con trai, thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai cũng ngỡ rằng đây là một vụ gây thương tích Tuy nhiên, sự thật lại không như những gì mọi người nghĩ. Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 16 phút ngày 24 tháng 12, tại một quán cà phê, hai thanh niên đang ngồi trong quán thì bắt gặp bạn, người đàn ông, đội mũ cối, liền gọi vào trò chuyện. Sau khi nghe người đàn ông chia sẻ nỗ lực làm việc kiếm tiền vì vợ vừa sinh thêm một bé gái, thì nam thanh niên ngồi bên trái dùng nhiều lời lẽ dè biểu chê bai và khiêu khích chuyện anh không có con trai không nhìn được cơn tức giận người đàn ông đội mũ cối liền cầm điếu cày ra tay với nam thanh niên kia khiến anh ta ngã gục xuống đất nằm bất động người bạn còn lại liền chạy tới ôm lấy người đàn ông đội mũ cối để can ngang. một nhân viên tại quán cũng chạy đến kiểm tra tình hình và gọi xe cấp cứu sự việc được chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng dù không tán thành việc đánh người của anh đội mũ cối, song phần mọi người đều lên án chỉ trích cách hành xử kém duyên, thiếu văn hóa của nam thanh niên che bạn không đẻ được con trai. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là một clip dàn dựng. Theo đó, vì thấy tốc độ lan truyền video quá nhanh và phản ứng của dân mạng khi tin clip trên, có thật, hai trong số 4 người có mặt trong video nêu trên đã quay video khẳng định đó chỉ là tình huống dàn dựng, nhằm cảnh tỉnh những người hay phán xét giới tính phân biệt con trai con gái điếu cày cũng là đạo cụ được làm bằng giấy sau khi biết được sự thật nhiều người dành lời khen ngợi cho diễn xuất quá đạt của cả bốn nhân vật bên cạnh đó dân mạng cũng cho rằng thật may mắn vì đây chỉ là giàn dựng nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh cho những ai hay vạ miệng vì trên thực tế đã có không ít trường hợp vì mâu thuẫn nói những lời khiêu khích mà dẫn đến những trường hợp đáng buồn Thưa quý vị, liên quan đến vụ án nhận tiền tha cho người vi phạm xảy ra tại công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, mới đây Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có kết luận điều tra khẳng định không có căn cứ khởi tố 13 cán bộ công an phường ở thành phố Hồ Chí Minh tội đưa và nhận hối lộ, mặc dù các đối tượng thừa nhận việc đưa tiền cho cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa để được tha. Vậy vì sao Viện kiểm sát lại có quyết định này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Ngày 27 tháng 12, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Thanh Tuấn, Phan Văn Hòa và Lê Văn Quý, trưởng và phó trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, cùng 10 cán bộ khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ án này ban đầu do công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra và viện kiểm sát nhân dân cung cấp ban hành cáo trạng truy tố các bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cuối tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ yêu cầu xác định dấu hiệu các bị can phạm tội, làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, tha trả pháp luật người phạm tội và xác định thẩm quyền điều tra vụ án. Sau khi tòa trả hồ sơ, thẩm quyền điều tra vụ án được chuyển cho cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thực hiện. Theo hồ sơ, các bị can có nhiệm vụ tổ chức đi tuần tra trên địa bàn phường. Khi phát hiện những người có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất cấm, thì phải bắt giữ, lập hồ sơ, tạm giữ tăng vật và ghi lời khai. Tuy nhiên, các bị can không xử lý theo quy định mà yêu cầu người có hành vi vi phạm điện thoại liên hệ với người thân mang tiền đến trụ sở công an phường chung chi rồi thả về, không xử lý. Từ năm 2018 đến tháng 4 năm 2020, nhóm bị can này có liên quan đến việc tuần tra phát hiện bắt giữ đưa về trụ sở công an phường, ghi lời khai 51 người có hành vi mua bán, sử dụng tàn trữ trái phép chất cấm, sau đó giải quyết cho những người này về nhà mà không xử lý. Đây là vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, phát hiện tại công an phường Phú Thọ Hòa do bị can Phạm Thanh Tuấn và đồng phạm thực hiện. Qua tài liệu điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, lời khai của 29 người bị bắt giữ câu lưu tại trụ sở Công an phường Phú Thọ Hòa cho rằng có bị ghi lời khai, lý lịch nhưng không thấy niêm phong hàng trắng. Tổng số tiền bắt nộp chung chi cho nhiều cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa là hơn 1 tỷ đồng, hai chỉ vàng và 100 USD. Tuy nhiên, quá trình điều tra cơ quan chức năng không thu được số tiền này, chỉ thu giữ một số tài liệu, sổ sách và biên bản ghi lời khai các đối tượng bị bắt quả tang còn lưu giữ tại trụ sở công an phường, làm vật chứng để chứng minh hành vi phạm tội của 13 bị can. Cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định các đối tượng có thừa nhận việc đưa tiền cho cán bộ công an phường Phú Tạo Hòa để được tha, không bị xử lý về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất cấm, tuy nhiên không đủ căn cứ để khởi tố vụ án, đưa hối lộ, nhận hối lộ vì việc giao nhận tiền chỉ có lời khai một phía. Bên cạnh đó, do không có vật chứng để giám định chất cấm để phân loại xử lý hành chính hay hình sự, không có đủ cơ sở chứng minh dấu hiệu các bị can có hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Ngoài ra, việc câu lưu các nghi phạm tại trụ sở công an không quá quy định 24 giờ là để ghi lời khai, lý lịch và test chất cấm sau đó thả về thuộc thẩm quyền tạm giữ hành chính của công an phường, nên không đủ cơ sở xác định tội tha trai pháp luật người bị bắt. Cũng theo kết luận điều tra bổ sung, việc bắt quả tang nghi phạm liên quan đến chất cấm đưa về trụ sở ghi lời khai, không niêm phong tăng vật và chưa làm hồ sơ thụ lý để chuyển cho công an quận Tân Phú. Theo quy định, nên chưa đủ cơ sở xác định hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án vụ việc. Như vậy, các vi phạm của các bị can trong vụ án này thể hiện dấu hiệu làm trái công vụ vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác gây hậu quả thiệt hại đến lợi ích nhà nước, nên việc khởi tố về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật, còn tội đưa hối lộ, nhận hối lộ do không đủ căn cứ nên không thể khởi tố 13 bị can. Thưa quý vị, mặc dù đã quyết liệt thực hiện công tác phòng chống tham nhũng khi điều tra truy tố và đưa ra xét xử hàng loạt cán bộ lãnh đạo vi phạm với những bản án nghiêm khắc, tuy nhiên tình hình tội phạm tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp. Đơn cử như mới đây, nữ cựu hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Bắc Miều, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng đã bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc tham ô tiện hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn. Bà Nông Thị Lới sinh năm 1973 vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm Cao Bằng bắt giam để điều tra về tội tham ô tài sản. Cảnh sát cho hay đã khám xét nơi làm việc và chỗ ở của bà Nông Thị Lới thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Theo điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021, bà Lới được phân công giữ chức vụ hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Bát Miều, phụ trách điểm trường Naka Ca và Mại Rạy. Quá trình giữ chức vụ, bà Lới đã có nhiều sai phạm trong việc thực hiện chế độ cho học sinh theo Nghị định 116, xét -2016, 2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cũng tại Bảo Lâm, ngày 26 tháng 12, công an huyện Bắc giam các bị can Phan Văn Mạch, sinh năm 1970 và Hoàng Thị Phượng, sinh năm 1982, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nhà chức trách cho hay, giai đoạn 2018-2021, đến 2021, ông Mạch giữ chức vụ trưởng phòng dân tộc huyện Bảo Lâm, còn bà Phượng là cán sự phòng dân tộc huyện. Cả hai đã để xảy ra nhiều sai phạm trong việc thực hiện chế độ cho người có uy tín trên địa bàn huyện Bảo Lâm, theo quyết định số 12/2018 của Thủ tướng về tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gây thất thoát tài sản nhà nước. Hiện các vụ án trên đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Thưa quý vị, liên quan đến vụ một người mẹ tố cảnh sát giao thông Tiền Giang qua đền pin khiến con trai bị thương gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua, sau khi điều tra và làm rõ thì mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang đã quyết định khởi tố vụ án. Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành. Theo kết luận giám định pháp y của viện pháp y quốc gia, phân viện thành phố Hồ Chí Minh. Tổng tỷ lệ thương tích tại thời điểm giám định của nạn nhân Nguyễn Minh Khôi là 19%. Thương tích của nạn nhân do vật tay có cạnh tác động trực tiếp theo chiều hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải theo chiều cơ thể nạn nhân gây ra. Trước đó, Sáng 21 tháng 10, công an xã Tam Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Hoài Việt, 31 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, con trai anh là Nguyễn Minh Khôi, sinh năm 2019, bị tổ cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang dùng đèn pin đánh gây thương tích. Theo trình báo của anh Việt, Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 20 tháng 10, anh Việt điều khiển mô tô mang biển kiểm soát 66F194775 chở vợ Huỳnh Thảo Sương, 32 tuổi và con trai Minh Khôi lưu thông trên đường dẫn cao tốc hướng về vòng xoay thân Cửu Nghĩa. Khi vừa qua khỏi cầu chợ Bưng thuộc ấp 1 xã Tam Hiệp huyện Châu Thành, được một đoạn thì gặp tổ cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang đang làm nhiệm vụ một cảnh sát giao thông sử dụng đèn pin chặn dừng xe của anh việt nhưng anh việt chạy nhanh và khoảng cách gần không dừng lại anh tiếp tục chạy được một đoạn nữa thì có một cảnh sát giao thông khác dùng gậy tấn công vào anh việt nhưng không trúng mà trúng vào mặt của nạn nhân minh khôi đang được chị sương ẩm trên tay gây thương tích sau đó, cháu Minh Khôi được đưa đến trung tâm y tế huyện Châu Thành cấp cứu và được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang, được chẩn đoán ban đầu nạn nhân bị gãy bờ dưới hốc mắt trái, cạnh mũi trái và gia đình đã chuyển bé Minh Khôi lên bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Châu Thành đã phân công đội điều tra tổng hợp phối hợp công an xã Tam Hiệp xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ và điều tra vụ việc. Liên quan đến vụ việc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang xác định, vào đêm 20 tháng 10 có phân công một tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác thì không chặn dừng kiểm tra mô tô 66F194775 và cũng không thấy anh Việt điều khiển mô tô lưu thông qua khu vực tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Vừa qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một chiếc ô tô đang chạy trên quốc lộ 14 bất ngờ tông hai xe con khác chạy hướng ngược lại, khiến một người nước ngoài bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 12 tại km 1622 500 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Chư Sê, gia lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ba xe ô tô con khiến một người đàn ông quốc tịch Nigeria bị thương và ba xe hư hỏng. Thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát 47A-19287 do Liya Buba 39 tuổi quốc tịch Nigeria, ngụ phường Tân Lập thành phố Puma Ma thuộc Đắk Lắk, điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai xảy ra va chạm với xe ô tô con biển kiểm soát 51G 03140 do Lưu Hồng Giang, 50 tuổi, ngụ phường Linh Trung thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh điều khiển lưu thông hướng ngược chiều. Sau va chạm chiếc ô tô biển kiểm soát 47A19287 tiếp tục tông vào xe ô tô biển kiểm soát 81A 26323 do Nguyễn Văn Hạnh, 40 tuổi, ngụ thành phố Pleiku Gia Lai lưu thông hướng ngược chiều rồi lật ngửa bên vệ đường. Hậu quả, ly gia bị xây sát nhẹ, ba xe ô tô bị hư hỏng. Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn. Hiện nay, việc va chạm giao thông đang diễn ra với tỷ lệ khá cao. Nó không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà cả tính mạng con người, đôi khi chỉ vì chút sơ xuất chủ quan mà chúng ta vô tình gặp nạn rồi ra đi mãi mãi. Mỗi người hãy luôn nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông khi di chuyển trên đường để bảo vệ chính bản thân cũng như mọi người xung quanh. Hậu quả của va chạm giao thông không từ nào có thể diễn tả. Mới đây một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khi đi kiểm tra một phòng trọ, nhiều người hoảng hốt khi phát hiện một người phụ nữ bị mất nhiều phần trên cơ thể, trong quá trình đang phân hủy, bên cạnh có con dao. Đáng chú ý, người đàn ông sống chung với nạn nhân đi đâu không rõ. Theo thông tin ban đầu, người dân sống trong dãy nhà trọ trên đường số 15 khu phố 1 phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một thấy có mùi hôi khó chịu nên đi tìm. Khi tới phòng trọ số 2, cửa khóa ngoài nhưng mùi hôi bốc ra từ phòng này nên người dân báo với chủ trọ Người dân sau đó phá cửa vào thì phát hiện một người phụ nữ nằm tử vong dưới nền nhà, trên người có nhiều vết thương, một số bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn bên cạnh có một con dao đang bắt đầu phân hủy. Nạn nhân được xác định là chị Phan Thị Kiều Nờ, 46 tuổi quê An Giang. Theo người dân, chị Nờ thuê trọ sống chung với một người đàn ông. Thời điểm phát hiện vụ việc, người đàn ông này đã đi đâu không rõ, hiện chưa liên lạc được. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Và cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28 tháng 12, khối không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng và gây mưa ngắn ngày tại Hà Nội và Bắc Bộ. Nền nhiệt giảm mạnh sẽ khiến cho một số nơi rét đậm rét hại, thời tiết vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Đến thời điểm Tết Dương lịch, trời sẽ chuyển rét khô. Thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2023 bắt đầu từ ngày thứ bảy, 31 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày thứ hai, mùng 2 tháng 1 năm 2023. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023 rơi vào đúng dịp rét đậm rét hại ở miền Bắc ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, thời tiết chủ đạo là mưa rét, nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 16 độ, khu vực trung du và núi phía Bắc có nơi giảm sâu xuống 6 đến 9 độ. Ngày mùng 2 tháng 1 đêm và sáng trời rét đậm, ban ngày ngớt mưa, trưa và chiều hưởng nắng, nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 16 độ C, riêng vùng núi có thể giảm sâu xuống dưới 10 độ C ở khoảng 6 đến 9 độ C. Trong cả 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, miền Trung duy trì thời tiết lạnh, mưa nhỏ, nhiệt độ phổ biến từ 12 đến 19 độ C. Thời tiết khu vực miền Nam trong cả 3 ngày Tết Dương lịch được dự báo là khá đẹp, trời nắng khô ráo, chiều tối và đêm thường có mưa dông cục bộ, nhiệt độ trong 3 ngày nghỉ Tết từ 18 đến 22 độ C. Khu vực Hà Nội từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 3 tháng 1 chuyển tạnh ráo, trời rét khô, 3 ngày có nắng gián đoạn ban đêm trời rét, nhiệt độ trung bình trong 3 ngày nghỉ từ 16 đến 20 độ C. Dự báo thời tiết ngày 28 tháng 12 tại các tỉnh thành trên cả nước. Thời tiết Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác, gia đồng đến đồng nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Phía tại Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi từ 23 đến 25 độ. Phía đông Bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gia đồng đến đồng Nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, riêng phía Nam sáng có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, riêng phía Nam có nơi trên 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây phía bắc có mưa mưa rào rải rác, phía Nam ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ, nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 25 đến 27 độ, phía nam từ 27 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ có nơi trên 27 độ. Khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp cho quý vị sắp xếp được lịch trình di chuyển cũng như là có kế hoạch phù hợp cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi nhé xin chân thành cảm ơn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo